Thưa quý vị, ung thư, căn bệnh thường được gắn với những tác nhân từ môi trường, tích tụ trong cơ thể qua thời gian, vốn chưa được quan tâm ở nhóm đối tượng trẻ em. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 10.000 trẻ thì có 1 đến 2 trẻ bị ung thư. Với các loại ung thư thường gặp nhất ở trẻ là ung thư về hệ máu, sau đó là u não, u hạch hoặc là u gan, u thận hay u mắt. Bệnh nhi 13 tuổi quê Cà Mau này đã có 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng thành phố. Theo người nhà của em, một số triệu chứng mơ hồ như sốt nhẹ kéo dài, xanh xao bắt đầu xuất hiện từ trong Tết. Gia đình đã đưa đi thăm khám ở nhiều nơi nhưng vẫn không thuyên giảm. Mới đầu sốt 39 độ mấy, 40. Nhưng mà mình thấy nó sốt vậy, mình đứng đâu là nó sốt bình thường vậy. Đi khám bệnh thì bác sĩ đi khám ở ngoài, bác sĩ nó cho biết là bé bị sốt CV. Nhưng mà sao lại thì đi chích hoài 2-3 ngày không hết. Cho đi xét nghiệm thì ra thì nói cái dòng bạch cầu gì đó của bé sẽ nó thiếu máu, nói vậy thôi. Cái hội ung thư Hoa Kỳ người ta cũng đưa ra những cái khuyến cáo và những triệu chứng là người nhà nên cho trẻ đi khám để phát hiện ung thư. Chẳng hạn như trẻ bị sốt kéo dài. Cái thứ hai như trẻ bị xanh xao, mệt mỏi, thiếu máu. Hoặc là có những cái triệu chứng xuất huyết, bầm da, chảy máu cam, máu răng, xuất huyết. Hoặc là như là mình sẽ bị sụt cân, bị đau nhức cơ khớp, xương khớp, xương cơ, xương khớp kéo dài. Hoặc có thể mình tình cờ mình phát hiện một khối u cục hạch ở những vị trí bất thường. Ngoài ra thì mình cũng nhắc nữa là có thể là một cái tình cờ mình chụp hình, mình thấy cái mắt mình nó bị đỏ thì nó cũng là một dấu hiệu đặc biệt của cái ung thư nhu động võng mạc. Do đặc điểm triệu chứng mơ hồ, thường giống với các triệu chứng của những bệnh lý khác thường gặp ở trẻ em, nên sẽ khó phát hiện khi thăm khám tại các trung tâm không có điều kiện chẩn đoán. Cũng có những trường hợp là những người họ bị ung thư mà phát hiện chẩn đoán không ra bệnh chẳng hạn, thì khi mà bác sĩ ở những cái trung tâm mà người ta không có điều kiện chẩn đoán hoặc là người ta chưa nghĩ tới, người ta có điều trị những cái chất mà như corticoid chẳng hạn thì nó có thể làm mất dấu, hoặc là có nhiều người thì người ta đi thuốc nam thuốc bắc thì lúc đầu có thể là giảm triệu chứng nhưng mà sau đó thì nó có thể là tái phát lại. Tuy nhiên, bác sĩ cũng nhắc nhở người dân không nên quá lo lắng vì nguyên nhân ung thư thường xếp cuối cùng khi chẩn đoán. Khi có những triệu chứng như trên thì người dân nên nhanh chóng đến các bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám, xét nghiệm, phát hiện và điều trị kịp thời.